Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của đài CBN trên băng tần 14.5 cùng với Việt Hoàng và Ngọc Quỳnh. Và ngay sau đây, Việt Hoàng sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, thành phố Los Angeles tưởng niệm danh thủ bóng rổ Kobe Bryant. Vào sáng thứ Hai hôm qua, hàng ngàn người đã tụ tập tại trung tâm Staples ở Los Angeles để dự lễ tưởng niệm cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant và con gái Gianna gần một tháng sau khi cả hai thiệt mạng trong một tai nạn trực thăng cùng 7 nạn nhân khác. Gần 20.000 người hâm mộ đã ngồi kín các khán đài ở trung tâm, nơi Kobe Bryant đã thi đấu cho đội Los Angeles Lakers trong hai thập niên. Lễ tưởng niệm có tên gọi là A Celebration of Life, bắt đầu với màn trình diễn của ca sĩ Beyoncé qua ca khúc XO và Halo. Trên khán đài, nhiều người tham dự mặc trang phục màu đen, nhưng cũng có nhiều người mặc áo màu vàng và tím theo màu áo của đội Lakers. Trong khi đó, màn hình điện tử chiếu lại những hình ảnh của gia đình Bryant, gồm hình cầu thủ Kobe và vợ là Vanessa, hình Kobe và con gái Gianna, hình Gianna trên sân bóng rổ và các hình ảnh Gianna khi còn bé. Rất nhiều cầu thủ và cựu cầu thủ của đội Lakers cũng tham dự lễ tưởng niệm. Kobe Bryant và Gianna đã được an táng vào ngày 7 tháng 2 tại một nghĩa trang tư nhân ở Corona Del Mar. Nữ toán học gia nổi tiếng của NASA qua đời. Bà Katherine Johnson, nhà toán học từng được coi như là một máy điện toán người thật và là người hùng thầm lặng của cơ quan không gian NASA, đã qua đời vào hôm thứ Hai, hưởng thọ 101 tuổi. Bà Johnson là một trong những phụ nữ được nhắc đến trong cuốn sách và bộ phim có tên Hidden Figures, những người sau màn. Cái chết của bà Johnson được thông báo bởi giám đốc NASA, ông Jim Bridenstine. Ông Bridenstine đã viết trên trang Twitter rằng, gia đình NASA sẽ không bao giờ quên sự can đảm của bà Katherine Johnson cùng những thành tựu mà NASA đã đạt được với sự đóng góp của bà. Câu chuyện về bà Johnson sẽ tiếp tục là niềm cảm hứng cho nhiều người trên thế giới. Bà Johnson ra đời tại West Virginia vào năm 1918. Ngay từ khi còn trẻ, bà đã đam mê toán học và đã cho thấy rằng bà rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp đại học, ban đầu bà Johnson làm giáo viên. Tuy nhiên thì đến năm 1953, bà nhận một công việc tại Ủy ban Cố vấn Hàng không Quốc gia, cơ quan sau này trở thành NASA. Các đồng minh của Tổng thống Trump lập danh sách các viên chức không trung thành với Tổng thống. Theo một nguồn tin đăng trên trang website Axios cho biết, Tòa Bạch Ốc và các đồng minh trong 18 tháng qua đã lập danh sách các viên chức chính phủ không trung thành để sa thải, đồng thời lập danh sách những người trung thành với Tổng thống Trump để thay thế. Danh sách đã được các đồng minh của Tổng thống bên ngoài Tòa Bạch Ốc tập hợp, bao gồm Ginny Thomas, vợ của thẩm phán Tòa án tối cao Pháp viện, Clarence Thomas. Danh sách các viên chức không trung thành bao gồm ông John Sullivan, đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, cựu công tố viên liên bang Jesse Leal, người đứng đầu văn phòng giám sát truy tố ông Roger Stone. Danh sách những người trung thành với Tổng thống và có thể sẽ được đề cử các chức vụ mới gồm có cựu nhân viên mật vụ Dan Bongino cho vai trò cố vấn an ninh nội địa hoặc chống khủng bố, cảnh sát trưởng David Clacker cho vai trò an ninh nội địa hàng đầu và ông Derek Harvey cho Hội đồng An ninh Quốc gia. Tin tức về các danh sách được đưa ra khi Tổng thống đã có lập trường cứng rắn hơn trước các vụ rò rỉ và tố giác trong văn phòng của ông kể từ khi kết thúc phiên tòa Thượng viện. Vẫn tin Hoa Kỳ thưa quý vị, Ngũ Giác Đài công bố quy tắc đạo đức trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 24 tháng 2 thông báo là đã công bố một số quy tắc đạo đức đối với các lực lượng vũ trang trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI. Mục đích của việc làm này là khuyến khích các công ty kỹ thuật điện toán hợp tác với Ngũ Giác Đài trong phát triển và đưa AI vào ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là trong quân đội. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper khẳng định công nghệ AI sẽ góp phần tạo ra sự thay đổi lớn trên chiến trường trong tương lai. Tuy nhiên, thì ông nhấn mạnh Hoa Kỳ bảo đảm duy trì cam kết là nước có trách nhiệm và hành động hợp pháp theo đúng tuyên bố trước đó, bao gồm cam kết thiết lập quy tắc sử dụng rõ ràng cho công nghệ AI. Các quy tắc được Bộ Quốc phòng Mỹ đề ra nhấn mạnh công nghệ như AI khi được đưa vào sử dụng phải được bảo đảm là đáng tin cậy và minh bạch. Do đó, thì công nghệ AI phải kiểm soát được những hành vi ngoài ý muốn. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra những quy tắc nêu trên sau 15 tháng tham vấn với đại diện các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ,
một số trường đại học và quan chức chính quyền. Các tín đồ Phật giáo Tuvan cùng nhau đón mừng năm mới trên núi Siberia. Các tín đồ Phật giáo sinh sống tại tỉnh Tuvan của Nga vào ngày hôm qua đã cùng nhau đón mừng năm mới trong khuôn khổ của lễ hội Saga trên đỉnh núi Siberia, và nhiều hoạt động mừng lễ đã được tổ chức như cầu nguyện bên trong đền thờ, thể theo nền văn hóa và phong tục tập quán của đạo Phật giáo Tuvan. Theo thống kê của chính phủ, hơn một nửa dân số ở Tuvan đang theo đạo Phật giáo. Ngày đầu tiên của lễ Saga cũng là ngày nghỉ ngơi đầu tiên sau một năm làm việc mệt mỏi. Ngoài việc thưởng thức những món ăn truyền thống, người tham gia lễ hội nhân dịp này đã cùng nhau tụ họp với bạn bè và gia đình, và nối theo sau lễ Saga, người dân sẽ tham gia vào tháng Thay White Month, tức thời điểm kiêng bỏ rượu và các thức ăn làm từ động vật như sữa, phô mai và bơ. Quay sang một bản tin khác thưa quý vị, ngày càng có nhiều người cao tuổi hút cần sa, marijuana. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy ngày càng có nhiều người cao niên tại Hoa Kỳ tìm đến thói quen hút cần sa, hay còn gọi là marijuana. Cuộc khảo sát đăng trên tạp chí y khoa The Journal of American Medical Association vào ngày thứ Hai đã kết luận rằng số lượng người trên 65 tuổi hút thuốc marijuana đã tăng lên gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2018. Màn khảo sát đã được các bác sĩ của Trường Đại học Y khoa New York tiến hành dựa trên hồ sơ sức khỏe của nhiều người cao niên. Phụ nữ được cho là có xu hướng tìm đến marijuana cao hơn nam giới, đặc biệt là những người thuộc sắc dân thiểu số từng học đại học và đã lập gia đình. Những người cao niên mắc bệnh về tâm thần cũng hay tìm đến marijuana. Một lần nữa, xin quý vị hãy tiếp tục giữ nguyên băng tần 14.5. Vi Hoàng và Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam một cách nhanh chóng.